năm 1998 và hoàn thành vào năm 2002 với kinh phí là 20 tỷ đồng các anh chị. Hai con lân nhìn cả. Chúng ta đang đi đây là thuộc cái phường Bửu Long của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm là khoảng 3 cây số thôi. À, phía trước các anh chị đây là cái khu vực hồ Thiên Quang tỉnh. À, nếu như giống như ngoài Hà Nội thì bên tả và bên hữu của các anh chị đó thì sẽ là cái 82 cái bia tiến sĩ. Tuy nhiên ở đây thì không có cái bia tiến sĩ. Cái hồ Thiên Quang tỉnh này cũng là một cái hồ thứ nhất vừa tạo cái phong thủy. Thì quang là ánh sáng, thiên là trời, tỉnh là cái hồ, vừa tạo cái nét phong thủy, vừa tạo thành cái nơi giao tiếp giữa con người với cái thế giới tâm linh, tạo nên cái sự uy nghiêm cho cái công trình kiến trúc. Các anh chị chúng ta nhìn thẳng về phía trước thì chúng ta sẽ thấy một cái cổng có tên là cổng Đại Thành Môn. Các anh chị có thể anh máng lại đây chút xíu thì công giới thiệu các anh chị nhìn thấy rõ hơn. Cái cổng phía trước các anh chị là có tên là cổng là Đại Thành Môn các anh chị ha. Các anh chị thấy rõ cổng Đại Thành Môn màu đỏ không ạ? Sơn son thép vàng. À, thông thường trước khi chúng ta bước vào trong cái nơi thờ Khổng Tử thì thường các anh chị sẽ thấy bước qua cái cổng